Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng đến với chương trình dự báo kinh tế được phát sóng vào mỗi sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ngân hàng BIDV thực hiện. Thưa quý vị, để bắt đầu cho mỗi chương trình dự báo kinh tế, chúng tôi mời quý vị cùng điểm qua những sự kiện kinh tế đáng chú ý trong tuần qua. Với khao khát cung cấp những giải pháp scan 3D, in 3D đa sắc màu phục vụ đào tạo giảng dạy tại các trường học trong cả nước, ông Trương Tấn Tổng cùng đội ngũ chuyên gia của mình đã tạo ra những sản phẩm công nghệ cao có mức giá tầm trung thích hợp cho người tiêu dùng Việt Nam. Tham gia triển lãm tự động hóa công nghiệp Industrial Automation Vista 2017 vừa qua là cơ hội để ông giới thiệu rộng rãi các sản phẩm của mình. Lợi thế cạnh tranh của công ty GD Smart Solution là công ty rất là mạnh trong cái mảng dịch vụ công nghệ 3D. Tức là công ty đầu tư rất là nhiều cái hệ thống máy scan 3D và máy in 3D tại showroom của công ty để mà có thể cung cấp đến cho tất cả các khách hàng có nhu cầu về in 3D và scan 3D tại thị trường cả nước. Đối tượng khách hàng của 3D Smart Solution là các công ty chế tạo khuôn mẫu, gia công cơ khí chính xác, ngành gỗ, ngành gốm, ngành da và y tế. Hiện nay, doanh nghiệp này cũng là đại lý độc quyền của các hãng lớn ở Mỹ, Nga, Hàn Quốc, Đài Loan. Trong vòng 5 năm tới, doanh nghiệp đặt mục tiêu trở thành công xưởng 3D hàng đầu châu Á. Định hướng trong tương lai của công ty là bên cạnh cái mảng kinh doanh về máy móc thiết bị thì công ty sẽ mở thêm một cái nhánh đào tạo tên gọi là Smart Educore. Đây là một cái khái niệm rất là mới trong cái đào tạo chuyên sâu về công nghệ, và các cái trường học sẽ được thừa hưởng các cái chương trình đào tạo thông qua cái việc đóng góp của các cái doanh nghiệp, chứ không còn là dạng lý thuyết thuần túy nữa.